Cả nhà lên tí và chú Trâm đến đây cả nhà. Đây cả nhà. Chào anh Tý, chào chú Trâm. Trời ơi, sao Tý bỏ Trâm vậy? Tao nhiều chuyện. Hello anh Quý. Luôn các chị ơi, rồi ok nhìn đây tươi. Nhìn đây. Rồi nhìn đây đi luôn ơi. Ok, xong rồi. Kim Tử Long.
bên nhà nội nha cả nhà. Hải đang làm việc bên nhà nội. Hải đang làm nhà cho dưới bụng bà nội cho làm nhà dưới. Tại nhà dưới của Hải làm. Cả nhà thông cảm nha, Duy Tân nhắc lại nha. Hải bằng việc làm nhà bên nội. À, bên nội bên gần giờ cả nhà ơi, thông cảm. Trời ơi, dễ thương quá. Hồi hộp quá, lần đầu tiên Thịnh nói cái này. Gia đình xin thành thật cảm ơn quý cô bác, anh chị và xin cảm ơn bạn bè thân mến của Bình Quân Bây Giờ Thương đến đây thể dự cái buổi tiệc tôi nôn cho con của ngoài giáo. Xin thành thật cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Vũ Minh Quân rất là nhiều. Xin mời đại diện đứng lên, xin mời là để xin mời Bắc Thanh và nhóm Bắc Thanh điện qua lời để xin mời. Hôm nay là ngày thôi nôi của bé Điêu, là coi như là cháu. Xin cảm ơn tất cả quý khách đến có mặt hôm nay. Cô bác này xin chúc một sinh nhật cái cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời phát biểu thân chân tình của đại diện gia đình bé Miu, ông Cố như là bác Thanh. Và ngay bây giờ xin mời gia đình của mình cùng tiến lên thổi đến và các chiếc bánh kẹo sinh nhật trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Bé Miu thổi đến, xin mời cả nhà cùng vỗ tay cho bé có một sinh nhật nha, một tay lớn nha. Happy birthday to you. Xin mời các nhà cùng 1, 2, 3 để gia đình cùng thổi lớn nha, xin mời 1, 2, 3. Xin được chúc cho điều tốt của mỗi ngày. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Và trong ngày hôm nay chúc tất cả ngọt ngào tùy với bất cứ sự cố cả cho nên chỉ cần chờ để đi cùng Minh Đăng. Xin được mời toàn thể quý vị cùng rót thật đầy ly và nâng thật cao ly để cùng chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất của bé Miu Minh Đăng. Mời quý vị ôm thật to sau ba tiếng điếu nha. Nào xin mời quý vị cùng nâng ly chúc mừng. Một, hai, ba. Và trong ngày hôm nay đại diện nhà hàng cũng mong muốn quà để tặng cho bé Miu. Xin mời đại diện nhà hàng. Chúc bé Miu mau ăn chóng lớn và xin được thân gửi nhà hàng. Và bây giờ xin được gửi chào tạm gia đình trở về trong một thân yêu của gia đình, bạn bè và người thân để đón nhận gia đình chúng ta bị nhất. Xin chân thành cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.